đã nghe đọc ngoài Bảo Anh đi ra máy bay rồi, mình đi ngang khán giả còn bắt lại chụp hình rồi đứng một hồi, thì mới thấy là nhân viên gọi điện gọi hẳn vô số điện thoại luôn: chị ơi đi ra giùm em. Đang ngồi ở trong mà đã nghe đọc